Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin, có phải Phan Văn Mãi đã lấy oán báo ân với Nguyễn Thành Phong hay không? Làm chính trị là không nương tay, là lạnh lùng và phải vòng ân. Đó là tiêu chí để được lên cao trong môi trường chính trị đầy xấu xa của chế độ này. Việc Phan Văn Mãi được về Thành phố Hồ Chí Minh được biết là trong đó nhờ Nguyễn Thành Phong không hề ít. Chính nhờ Nguyễn Thành Phong đề cử và vận động Nguyễn Văn Nên ủng hộ mà Phan Văn Mãi mới về ngồi vào chiếc ghế ngon lành thứ nhì của thành phố này. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh có 3 nhân vật quan trọng được xếp theo thứ tự là: thứ nhất là Bí thư Thành ủy, thứ nhì là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và thứ ba là Phó Bí thư Thường trực. Ba người này mà hợp sức thì khó có thế lực nào bên dưới có thể phá được, và ngay cả thế lực trung ương cũng khó mà phá. Đây là hình ảnh trước đây, nhiệm vụ chỉ đạo công tác chống dịch là trách nhiệm của ông Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Mọi hoạt động ở phía nhà nước trong chính quyền thành phố là nằm trong tay ông Nguyễn Thành Phong. Còn Phó Bí thư Thường trực chỉ là người phụ tá cho Bí thư Thành ủy trong công tác đảng. Đúng ra, Phó Bí thư Thường trực không thọc vào công tác điều hành bộ máy của nhà nước được. Ra chủ trương chống dịch là thuộc Thành ủy, nhưng thực hiện chủ trương ấy bằng công tác chỉ đạo chiến dịch, phòng chống dịch phải là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi ông Phan Văn Mãi về Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong là người chịu trách nhiệm về chiến dịch chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là chiến dịch vô cùng quan trọng, giúp Trung ương đạt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Cũng vì nó quan trọng nên tránh việc thay ngựa giữa dòng để tránh chiến dịch bị sai sót. Mà sai sót trong công tác chống dịch thì sẽ bị trả giá rất lớn. Trước khi ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo công tác chống dịch thì đã xuất hiện lời đồn về khả năng ông Nguyễn Văn Thể sẽ về thành phố này thay ông Nguyễn Thành Phong. Khi chống dịch thì lời đồn cũng lắng xuống và tình hình cho thấy khả năng là Nguyễn Thành Phong sẽ được ngồi lại chiếc ghế chủ tịch. Tuy nhiên, khả năng Nguyễn Thành Phong bị thay thế vẫn còn bỏ ngỏ. Và cho đến giờ thì dư luận cho rằng số phận của Nguyễn Thành Phong ba chìm bảy nổi ra sao. Nhân sự cho Thành phố Hồ Chí Minh quả là rất bất thường, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nó như trận đấu bóng đá vậy, trong khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu thì thế trận vẫn có thể bị đảo ngược. Nói chung là những ngày gần đây, tình hình chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, là rất khó lường, vì tại đây nhiều thế lực mạnh đang đấu nhau bất phân thắng bại. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi đã xoán ngồi Nguyễn Thành Phong. Tình hình là Trung ương đang muốn nhổ Nguyễn Thành Phong, tuy nhiên thế và lực Nguyễn Thành Phong cũng không phải là vừa. Vì vậy, nhổ ông này đi không phải là chuyện dễ. Nói gì thì nói, Nguyễn Thành Phong cũng là người nắm quyền lực tương tự như Lê Hoàng Quân trước đây. Vậy mà giờ đây Lê Hoàng Quân đã về vườn mà Nguyễn Phú Trọng vẫn không thể đưa ông này vào lò. Thì Nguyễn Thành Phong còn nắm quyền lực trong tay, có muốn hạ bệ ông ta cũng rất khó. Tuy nhiên, nếu ông Trọng mà loại được Nguyễn Thành Phong thì Phan Văn Mãi có muốn cứu đồng hương cũng không thể cứu được. Vậy câu hỏi đặt ra là khi Nguyễn Thành Phong ở vào thế bất lợi thì Phan Văn Mãi sẽ ngả về phe Nguyễn Phú Trọng hay ngả về phe Nguyễn Thành Phong? Và rõ ràng thì khó mà bảo ông Phan Văn Mãi ngả về phe thất thế cho được. Làm thế trong môi trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là không khôn ngoan. Và vì phải chống lại sự áp đặt của Trung ương nên số phận của Nguyễn Thành Phong cũng rất khó lường. Lúc thì cho thấy ông có thể ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, lúc thì cho thấy ông có khả năng sẽ bị thay thế bất ngờ. Cho đến khi kết thúc kỳ họp Quốc hội đầu tiên của Quốc hội khóa 15 thì mới có thể khẳng định được chắc chắn số phận của Nguyễn Thành Phong, chứ còn bây giờ chưa thể tới hồi kết thúc. Vậy thì bây giờ Trung ương đang muốn hạn chế vai trò của Nguyễn Thành Phong ra sao? Mới đây vào ngày 28 tháng 6, ông Phan Văn Mãi được điều động vào Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19. Mà Ban Chỉ đạo này trước đây, ông Nguyễn Thành Phong đóng vai trò chủ chốt. Việc điều động này là một dấu hiệu bất thường cho thấy Trung ương đang muốn giảm vai trò của Nguyễn Thành Phong trong công tác phòng chống đại dịch. Có xảy ra hiện tượng thay ngựa giữa dòng hay không thì vẫn chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, việc làm này của Trung ương cho thấy có cái gì đó rất bất thường. Và thực tế, việc điều động thêm Phó Bí thư Thường trực Phan Văn Mãi vào Ban Chỉ đạo phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán ở Thành phố Hồ Chí Minh
là do Thường trực Thành ủy thực hiện. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài, thực chất mệnh lệnh để thành phố thực hiện được điều này là từ Trung ương. Vậy Trung ương rõ ràng là đang muốn dùng Phan Văn Mãi che mờ vai trò của Nguyễn Thành Phong. Và thành tích của Nguyễn Thành Phong là ủng hộ chỉ thị 10 sau 0 giờ vào ngày 29 tháng 6 khi Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất dùng tiền ủng hộ phòng chống dịch để mua vaccine. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Bộ Chính trị. Những gì họp Bộ Chính trị chỉ đạo thành phố, ông Nên sẽ mang về để chỉ đạo cho chính quyền thành phố thực hiện. Tại cuộc họp chỉ đạo Ban phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 29 tháng 6, Nguyễn Văn Nên khi đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thường trực Thành ủy đã thống nhất tăng cường điều động thêm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và một số Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân vào Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch COVID-19. Và điều bất thường là bên đảng lại tham gia vào công việc điều hành lãnh đạo của nhà nước. Và không biết ông Phan Văn Mãi có chủ ý muốn như vậy hay không. Nếu ông Mãi muốn như vậy thì rõ ràng ông Mãi đang muốn gạt ân nhân của mình ra khỏi công tác chỉ đạo chiến dịch quan trọng nhất thành phố vào lúc này. Và sau khi nhận được nhiệm vụ, ông Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Phan Văn Mãi cùng đại diện của một số cơ sở ngành của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm động viên các lực lượng tham gia phục vụ công tác cách ly và bệnh viện dã chiến trong khu điều trị COVID-19 tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu Nguyễn Thành Phong bị loại, Phan Văn Mãi khó mà thoát khỏi tiếng xấu. Và việc bổ sung Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi và ba lãnh đạo khác của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố được thực hiện trong bối cảnh tình hình đợt dịch thứ tư ở thành phố vẫn diễn biến hết sức phức tạp, ngày một lan rộng. Với lý do là chiến dịch quan trọng mà Thường trực Thành ủy nhét ông Mãi vào như vậy. Và vai trò của Nguyễn Thành Phong đang giảm dần. Đó là thực tế, nhưng còn quá sớm có thể nói rằng ông Nguyễn Thành Phong sẽ bị thay thế ngay một sớm một chiều. Và dù Nguyễn Thành Phong có bị thay thế thật, thì Phan Văn Mãi khó mà tránh khỏi tiếng là phản bạn. Và tính từ 6 giờ sáng đến 18 giờ vào ngày 28 tháng 6, Bộ Y tế đã công bố thêm 156 trường hợp nhiễm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 6 đến 18 giờ 28 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đột xuất lên tới 218 trường hợp nhiễm mới, và con số này không dừng lại ở đây, tiếp tục tăng lên. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Và hiện thành phố đang thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của thành phố là siết chặt tăng cường biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn, tăng cường điều tra truy vết và khoanh vùng dập dịch để xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm nguồn lây. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Pasteur thành phố, Viện Y tế Công cộng dựa trên số liệu các ca bệnh, đánh giá các vùng dịch tễ để lập bản đồ dịch tễ và các ổ dịch ở địa bàn quận huyện để có những đề xuất phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm. Và với dân số đang ở đây hàng chục triệu người, thì thành phố đã lập tới 1.000 đội lấy mẫu gồm 3.000 nhân viên y tế, 6.000 sinh viên y khoa phân về các quận huyện, 600 đội, 400 đội còn lại sẵn sàng điều phối ở các ổ dịch mới phát sinh. Đồng thời huy động 4.000 thanh niên tình nguyện sau khi hoàn tất tiêm vaccine trong việc nhập liệu thông tin vào trường hợp xét nghiệm, như là cắm chốt đơn vị quận huyện 3.000 và 1.000 sẵn sàng điều phối ở các ổ dịch mới bùng phát. Và tất cả những công việc đã sẵn sàng ấy là do ông Nguyễn Thành Phong đã chuẩn bị từ trước đó khá lâu. Tuy nhiên, nếu chống dịch thành công thì tiếng thơm sẽ được Phan Văn Mãi hưởng hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 2021 với bản tin có phải Phan Văn Mãi lấy oán báo ân với ông Nguyễn Thành Phong hay không. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.